Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách đơn giản để kiểm tra xem một con led nó có hoạt động hay không, tức là nó sống hay chết. Dụng cụ của chúng ta rất là đơn giản, đó là một ổ cắm điện hoặc là ổ cắm trên tường cũng được. Đây là ổ cắm có dây của mình, hiện tại nó đang có điện, và một cây bút thử điện. Chỉ cần hai thứ này thôi, thấy không, đang có điện, điện 220 ở nhà. Sau đó là những con led chúng ta cần thử. Ở đây mình chuẩn bị sẵn hai con led, một trong hai con này đã chết, con còn lại còn sống. Các bạn hãy đoán xem con nào còn sống và con nào đã chết. Hãy trả lời cho mình dự đoán các bạn trên đây. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem nó sống hay chết bằng cách: bước thứ nhất, chọt vào lỗ điện. Bạn hãy cầm bút thử điện và chọt vào lỗ dây nóng, và đảm bảo rằng khi chạm tay vào bút thử điện thì bút thử điện sáng, lỗ còn lại chắc chắn sẽ không sáng nên các bạn không quan tâm. Bước thứ hai, cầm những con led này lên. Ở đây mình dán sẵn số để mà tiện các bạn theo dõi. Đây là số 2, còn đây là số 1. Ok, chúng ta làm với số 1 trước. Mình ở đây mình phải bẻ chân nó để cho các bạn tiện theo dõi. Bước thứ hai, các bạn cầm một đầu của chân led, một chân của led và chân còn lại các bạn để vào cái bút thử điện. Cái bút thử điện này hiện tại đang cắm sẵn ở trong lỗ, chạm vào xem. Sao nóng sáng ta, thì cái kỳ lạ. Ok, con số 1 có vẻ đã chết rồi. Chết rồi, không sáng. Giờ mình thử con số 2. Cầm một chân và chân còn lại đưa vào, cũng không sáng rồi. Thế thế. Là do trục trặc kỹ thuật, cái lỗ cắm của mình nó không ổn định nè, thì nó con số 1 mình không kiểm tra được. Bây giờ mình kiểm tra lại từ đầu. Các bạn thấy không, con này nó có sáng, còn con này thì không sáng. Tay bạn. Vậy các bạn đã biết được câu trả lời rồi đó. Ở đây mình có kèm theo một cái đống led nữa, rất nhiều led. Thử xem con này còn sống không, chắc chắn còn sống rồi.
thì mấy con này mình lựa mới mua luôn đó. Ok, con còn sống. Các bạn không nhất thiết phải bẻ chân. Ở đây mình cho các bạn tùy theo dõi thôi. Mình thấy mình chạm vào một chân, và chân còn lại thì chạm vào một bước liền. Ok. Vậy là các bạn đã biết được cách để kiểm tra xem một con led còn sống hay chết. À, lưu ý rằng con led đó là con led rời, bạn không thể test trên bo được, vì nhiều lúc nếu những con led này đã nằm trên bo rồi, các bạn sẽ rất là khó, bởi vì rất nhiều linh kiện nữa tác động lên làm con led này không thể sáng được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.